Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngắn này. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review và giới thiệu tới các bác về một mẫu sản phẩm để phục vụ cho máy khoan pin nhé. Đây là một chiếc đầu chuyển vít này các bác này. Các bác sẽ chuyển từ máy bu lông 2 trong 1, đấy, đầu bu lông 1/2 ra đầu chuyển vít đầu gài để giữ vít cho nó được chắc và không bị rơi vít nha các bác nhé. Đối với cái sản phẩm này thì bên em đã cung cấp và phân phối ra thị trường cái số lượng rất là nhiều, được tất cả các bác khách hàng đón nhận và phản hồi chất lượng cực kỳ là ok. Thì hôm nay em làm cái đoạn video này, những bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm này thì các bác cứ để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Cái này thì các bác sẽ sử dụng cho cái chiếc máy bu lông 2 trong 1 như này nhé. Đây là đầu máy bu lông 2 trong 1 này, các bác lắp khẩu 1/2 và có lỗ lục giác ở giữa để cắm đầu tô vít nhé. Khi mà đối với những cái dòng sản phẩm này này, các bác cắm vít trực tiếp vào đây thì nó sẽ không được chắc, thế thi thoảng nó có thể nó sẽ bị rơi vít. Nếu như mà các bác muốn nó chắc lịch thì các bác dùng cái đầu chuyển vít này cho em này. Đấy các bác, đây là một cái đầu như cái đầu bu lông 1/2 thì các bác sẽ lắp trực tiếp vào đây và ra đây nó sẽ là đầu chuyên vít để cho các bác gài vít sẽ chắc lịch luôn, không bao giờ lo bị rơi vít nhá. Đấy, đối với một cái sản phẩm rất là tiện lợi như thế này nhưng mà giá của nó thì rất là hợp lý. Thì bên em vẫn luôn nhận ship code xỉ lẻ trên toàn quốc, kể cả các bác mua một cái thì bên em vẫn vận chuyển. Đấy, một cái là vẫn rất nhiệt tình luôn. Thì về cái sản phẩm này bên em sẽ báo giá cho các bác theo cái số lượng nhá, theo số lượng trên từng đơn hàng. Đấy, các bác có thể là mua một chiếc là bên em vẫn ship, nhưng mà một chiếc thì cái giá của nó sẽ khác với 10 chiếc. Và cái giá thì em sẽ báo cho các bác theo cái số lượng nhá. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để sở hữu cái dòng sản phẩm này. Và khi đặt hàng thì các bác chỉ cần cung cấp đầy đủ địa chỉ, thông tin, có số nhà, có địa chỉ tỉnh và sản phẩm là bên em sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bác nhé. Trước khi nhận hàng thì các bác được kiểm tra hàng thoải mái cho nên là các bác yên tâm. Thì bên em có cung cấp đầy đủ hết tất cả các dụng cụ để phục vụ cho những chiếc máy khoan pin. Bác nào mà có nhu cầu mua những cái dòng máy khoan pin thì là bên em cũng có rất là nhiều nhé, đầy đủ hết các mẫu mã cho các bác. Từ máy pin trâu cho đến máy 12V, máy pin 5C, 10C rất là nhiều. Đây là một chiếc máy bu lông này các bác này, bu lông của Makita nhé. Bên em có hàng nghìn mặt hàng, tất cả những cái dòng sản phẩm mà bên em gửi cho các bác đều là những cái dòng sản phẩm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Khi mà các bác quan tâm thì các bác nhớ là đăng ký kênh cho bên em. Để đăng ký kênh thì lai mai các bác sẽ cập nhật được rất nhiều những cái dòng sản phẩm hay đấy ạ. Và hai cái số điện thoại của bên em có cả Zalo nhé, các bác quan tâm thì có thể vào kết bạn Zalo với bên em để tham khảo về tất cả các mẫu mã trước khi đặt hàng. Và đối với cái dòng sản phẩm đầu chuyển vít này, để bác nào mà có nhu cầu mua, các bác có thể liên hệ trực tiếp nói là bán cho tôi cái đầu chuyển vít và bên em sẽ biết nhé. Đây, cái này nó là đầu chuyển vít, giá rất là hợp lý. Các bác là liên hệ trực tiếp tới bên em, đảm bảo là các bác sẽ mua được. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.